buồn buồn, tôi cũng thương. Mọi người ạ, mọi người thấy tôi buồn không? Ok. Thứ tôi cần bây giờ là vài trăm củ. Hey, để cho xin ít tiền à? Để cho xin ít tiền để sống. Nghe nhiều quá nào. Tầm vài triệu thôi, nhiều được. Vài triệu thôi hả? Có để có động lực sống. Không mệt mỏi lắm. Anh Đức không muốn lắm. Tôi đây là con gì? Con gì đâu ạ? Không phải con gì hoa. Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay mình sẽ mọi người trong vòng cho công chúa tóc mây và con kim tóc mây. Ờ đi cả. À người à? Đúng rồi. Chính là Rapunzel trong phim công chúa tóc dài. Mình sẽ bắt đầu trong vòng luôn. Ok. Ê thằng kia trả ngay khẩu PPP đi đây. Của chúa mà lấy như thật. Tự dưng từ đâu ra cái hết, à lấy nhúng rồi. Bét thật sự là chơi game mà cứ dình hoàn trộm. Tôi báo công an. Sao anh không thay đổi được cái nét chơi game của anh nữa anh? Em muốn chơi game với anh vừa lâu nhưng mà mình đi có lúc mình không quay về chơi game. Em chửi mày bao lâu? Thôi, stop sủa. Tao không hề chửi, tao chỉ bảo cho mày cách đánh. Mẹ bảo nghe cậu ấy hôm bữa ấy, cho mày ngồi đánh cùng cũng hiểu rồi không? Mẹ là nói em ấy luôn. Mẹ là nói mình muốn khóc con mẹ ấy luôn. Không sao. Mẹ ngồi cho suy khóc rồi không? Yeah. Mẹ vừa phải thôi. Áp lực quá. Mọi người ơi, mình đang bị ra đa soi rồi mọi người ạ. Em để cái ô cái gì ra treo mình cái ra đa cái nó cứ xoay xoay để mình khó chịu quá mình phải giúp mình thôi nhá. Rồi nổ. Ủa cái gì đây, ra đa loại xịn ra bắn mã nổ ấy. Nguyên một băng đạn 30 viên mà không nổ thì chịu rồi. Ok mọi người, game nó vừa cập nhật nó phạt nhiều quá. Tôi định hôm mà mọi người đánh giải không mang đồ ra đánh mất tóc làm tóc luôn lúc đánh xong rồi đi. Ê ạ. Cho đỡ mất thời gian. Trừ khi mình chiến được một phòng không có người lại nghe hả? Khi là lấy cái phòng hôm bữa đấy, đến sớm mà lấy cái phòng đấy, đỡ phải ngồi ghép với bọn đội khác. Mấy cái phòng bên dưới ta phải ngồi ghép với bọn đội khác thôi. Phòng đấy tao hồi luôn. Ê, chứ đóng luôn được. Ngăn cầm. Mình cứ lên ngồi bữa hết tình hình trước, chả đứa nào vào đâu mà. Sợ cho nó đến trước rồi. Tôi đấy như nọ mà nó mình đến chúng nó đến mấy đội. Anh đi sớm để lấy phòng đấy, phòng tắm các không đến đi về. Interactive here. Mình nghỉ ngơi đi. Mọi người ơi, địch đông quá, còn 328 thằng luôn mọi người ạ. Tuấn Anh chúng ta nghỉ cái game không? Thế cho bắt mình nghỉ nhá. Ngày này nó còn khi luôn, rút khỏi giả luôn. Mày phải vợ luôn, phải quản đấy. Mình chứ không. Tao hơn của vợ mày luôn. Tiếp theo là anh được lấy vợ ạ. Ừ, bữa nay anh lấy cút mẹ đi. Đấy, bắt đầu ấy. Rồi tới rồi đó. Mình kiểu rồi không? Mình muốn làm gì là... Ra. Nếu nói chung này tao không đi xem mày giải nữa. Bắt đầu đó đi mày, xong kệ mày đi trước cái thôi. Mày ở đấy mà chơi game mày đi xem phim nữa. Rồi tới rồi. Ô lại khẩu mắc 10 mọi người ạ. Mình lại tiếp tục dùng khẩu này nha, nãy mình dùng top 1 rồi. Mày không cho mình đi đâu. Mọi người ơi, mình đang vừa di chuyển đi nhập thính nha mọi người.
chơi bao lâu liệt bàn phím nên mình có thể thay bàn phím mới có màu. Hãy chăm chỉ chơi game để nhanh liệt bàn phím. Ôi, vàng kìa. Rồi, đấy nữa hả? Tôi biết cái con này không đấy rồi. Đó. Một đủ. Ok mọi người. Nhưng mà chưa mai ăn đi ạ. Ta chịu hỏi. Tất rồi. Mà chưa sáng mai đâu. Sáng mai mai thứ mấy nhỉ? Hôm nay thứ sáu đi làm không nhỉ? Đang phân vân ở đi làm. Thế thì sáng mai mua mai thứ sáu á? Ra bức tranh của mình sau khi mình đã làm xong tô xong rồi rửa nha. Rồi thì mình sẽ hoàn thành nút và sẽ cho mấy xem kết quả của đi ra nên không. À thôi thứ bảy đi, mai thứ sáu rồi nha. Đi đâu? Làm. Nghe ai? À sáng. Tôi quyết định ở nhà ngủ. Nơi nghỉ nào nghỉ. Ôi ơi. Cô cháu mày cứ thế nhá. Thằng ơi, mình đã tổ